quyện giữa nét đẹp tinh tế, thanh lịch cùng sự đẳng cấp vượt thời gian thì đây hẳn sẽ là một trong những thiết kế xứng đáng được viral nhiều nhất và trở thành bestseller trong trái tim của tất cả những tín đồ yêu cái đẹp nhà Melia. Phần thân trên trông cực kỳ quyến rũ với kiểu dáng tay bồng hách bắp tay kết hợp cùng kiểu dáng cổ V được đánh cong mềm mại và nhấn nhá bằng những đường hoa 3D được đính kết thủ công 100% để tôn thêm sự nữ tính, duyên dáng và khiến cho các quý cô luôn luôn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Và với thiết kế lần này thì phần thân dưới cũng sẽ là một trong những điểm nhấn để thu hút đối phương. Phần bản eo sẽ giúp cho các quý cô có thể tôn lên đường eo con kiến kết hợp với phiên bản dập ly vĩnh cửu sẽ mang đến cho các chị em sự tự tin tuyệt đối, bởi dường như tất cả những khuyết điểm sẽ được che giấu một cách tuyệt vời. Và điều quan trọng đấy chính là khả năng hách dáng, cũng như sẽ giúp cho các quý cô thật sự tự tin, chuyên nghiệp trong đám đông và nhất là khi đi ký kết những hợp đồng quan trọng với đối tác. Trong hoàn cảnh mà cần sự tự tin và chuyên nghiệp thì chắc chắn Melia sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của các chị em. Hai cách thức mua hàng quen thuộc để có thể sở hữu phiên bản đầm vạn người mê này, các quý cô toàn quyền được kiểm tra hàng thoải mái và bên em free ship toàn quốc các chị yêu nhé. Nếu như có thời gian, hãy ghé showroom của bên em để thử. Melia, mặc đẹp để thành công.